Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin COVID-19 khác biệt giữa trung ương và địa phương và thách thức với chính phủ Việt Nam. Hiện tượng thiếu thống nhất trong thực hiện các chính sách, biện pháp ứng phó, xử lý trong bệnh dịch COVID-19 từ trung ương tới các tỉnh, thành, địa phương ở Việt Nam đang là một thách thức với hiệu quả và uy tín của tân chính phủ Việt Nam hiện nay. Một số nhà quan sát tại Việt Nam cũng đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Mặc dù có những lý do của việc dưới không nghe trên bảo, tính thiếu thống nhất trong phối hợp thực hiện chính sách này có thể dẫn tới những hậu quả quan ngại, không chỉ bất lợi cho phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác đối với Việt Nam, theo các ý kiến này chia sẻ. Đây là hình ảnh báo chí trong nước đồng loạt lên tiếng về sự hạn chế đi lại khác biệt ở các địa phương bất tuân theo lệnh của Thủ tướng và nghị quyết số 128. Phản ánh sự bất đồng sâu sắc là câu hỏi cũng được đặt ra. Vào hôm 18 tháng 10 năm 2021, từ Sài Gòn, nhà báo tự do Sương Quỳnh trước hết đưa ra nhìn nhận của mình về vấn đề thiếu thống nhất trong phối hợp giữa các cấp chính quyền trung ương và địa phương này. Qua thực tế chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi bà đang sinh sống, đã thể hiện ra rất nhiều điều có thể nhìn thấy. Bà nói, theo tôi hiện tượng trên bảo dưới không nghe này phản ánh có bất đồng sâu sắc giữa những lãnh đạo của địa phương tại Việt Nam với chính quyền trung ương về phương pháp phòng chống dịch COVID-19. Nguyên do là việc phòng chống COVID vừa qua cho thấy việc chỉ đạo của Ban phòng chống dịch trung ương luôn vẫn theo kiểu cầm tay chỉ việc và bắt làm. Nhưng khi áp dụng cho từng địa phương thì cho thấy có rất nhiều bất cập. Do đó, việc chống dịch cụ thể như tại Thành phố Hồ Chí Minh rồi tỉnh Bình Dương đã cho thấy hết sức lúng túng, nhiều văn bản sáng đưa ra để thực hiện thì chiều đã lại phải thu về. Và suốt 3 tháng phong tỏa chặt chỉ thấy dân kêu la vì đói và lây bệnh, dẫn đến việc số người chết do lây nhiễm chéo trong khu cách ly quá nhiều bởi không có đủ điều kiện chăm sóc y tế cho họ. Do đó, các địa phương nhiều khi đành phá rào chống lệnh. Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo thì nêu ra ý kiến của mình như sau. Hiện tượng trên bảo dưới không nghe trong đại dịch COVID-19 ở Việt Nam là có thật và rất phổ biến. Nó có nguyên nhân từ trung ương đến địa phương, từ cơ sở, tổ, nhóm, cá nhân trực tiếp triển khai thực hiện. Đây là hình ảnh phòng chống dịch tại cửa ngõ ra vào Hà Nội vẫn hoạt động sau nghị quyết 128 của chính phủ. Đành rằng thực tế diễn biến dịch là khá phức tạp, chưa có tiền lệ, khó tránh những lộn xộn bất nhất, nhất quán, nhưng tầm nhìn hạn hẹp và tư duy kém cỏi, sợ trách nhiệm của tuyệt đại đa số nhân sự trong bộ máy công quyền. Đó chính là nguyên nhân cơ bản làm cho hiện tượng trên bảo dưới không nghe thêm rối rắm, phức tạp, gây giảm sút nghiêm trọng hiệu lực quản lý và điều hành kinh tế xã hội, kỷ cương, luật pháp bị coi nhẹ, uy tín lãnh đạo bị sa sút nặng nề. Trước hết, do nhiều chủ trương, biện pháp của Trung ương thay đổi liên tục, mâu thuẫn, thiếu rõ ràng, phi thực tế, duy ý chí. Ví dụ, mỗi xã phường là một pháo đài, rồi là người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, thôn cách ly với thôn, xã với xã, huyện với huyện, tỉnh với tỉnh, vân vân. Đã làm cho sản xuất đứng bánh, giao thông vận tải ách tắc, hàng hóa tiêu dùng không có đổ ra, thế hậu quả rất nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống dân sinh. Khi trung ương nhận ra sai lầm do phong tỏa, giãn cách cực đoan, bèn ban hành các văn bản sửa sai, khắc phục thì cũng có sự thiếu cân nhắc, kín cạnh và hài hòa đồng bộ, sát với thực tế hoàn cảnh, tình trạng đã từng có tại địa phương, cho nên các cấp dưới rất khó vận dụng hoặc vận dụng tùy tiện. Rồi ở địa phương và cơ sở, tâm lý sợ trách nhiệm nên triển khai giãn cách phong tỏa cứng nhắc cực đoan, gây tình trạng hiệu quả ít, hậu quả nhiều. Có những chủ trương từ trung ương rất nhiệt ngã như ai ở đâu ở yên đó, nhưng nhà nước không đáp ứng xòe nổi đồ ăn, thức uống, tiền bạc, thuốc men, nhu cầu cấp cứu, chữa bệnh, chạy dịch về quê, vân vân. Ở địa phương nào, cán bộ, chủ chốt thực sự sâu sát thực tế, chăn trở biện pháp giúp dân thì dường như đều làm trái chỉ đạo của trên. Có thể nói các cấp, cả trên và dưới đều chủ yếu ứng phó với dịch bằng quyết tâm chính trị, biện pháp hành chính, chứ không xuất phát từ căn cứ khoa học, bài học, kinh nghiệm rút ra từ các nước đã trải qua. Đây là hình ảnh biểu đồ thống kê số ca nhiễm mới ở Việt Nam đang trên đà giảm xuống. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhà nghiên cứu đang làm việc tại Viện
Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thì nói như sau. Tôi cũng đã xác nhận là đúng là có hiện tượng trên bảo dưới không nghe như vậy. Và ngay cả Thủ tướng cũng đã nhắc đi nhắc lại hiện tượng này với yêu cầu rằng các địa phương không được cát cứ, muốn làm gì thì làm, không được ban hành những gì trái với Trung ương. Đây là tình hình rất hiếm thấy trong hoạt động của chính phủ từ trước đến nay. Và vì sao trên bảo dưới không nghe? Câu hỏi được đặt ra. Theo tôi, thứ nhất là vì công cuộc chống dịch được phát động với trách nhiệm của người đứng đầu. Ở đây là các bí thư tỉnh ủy thuộc quyền quản lý của bên đảng, Thủ tướng không có quyền kỷ luật họ. Thứ hai là Nghị định 128 của Chính phủ khi ban hành không kèm theo hướng dẫn của Bộ Y tế nên không có hiệu lực thi hành ngay. Các địa phương còn phải chờ Bộ Y tế. Thứ ba là vì bí thư tỉnh ủy là người chịu trách nhiệm và là người đứng đầu nên họ phải có bước đi chắc chắn trong việc chống dịch và tránh chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch, cũng là giặc theo quan điểm chống dịch của Việt Nam trước đó. Điều này cho thấy việc chống dịch bằng hô hào theo kiểu chính trị hiện nay sẽ đưa lại những bất cập và duy ý chí, trong khi muốn chống dịch thì phải bằng dịch tễ học và khoa học. Đây là hình ảnh người phụ nữ bị cưỡng chế xét nghiệm đang làm thủ tục khởi kiện chính quyền Bình Dương vì lạm quyền và có dấu hiệu hủy hoại tài sản công dân. Như tôi đã nói, việc huy động cả bộ máy chính trị vào cuộc để chống dịch là có ưu điểm là huy động được cả bộ máy từ trung ương cho đến địa phương trực tiếp để chống dịch, huy động sức người, sức của, kể cả những yêu cầu cứng rắn vượt qua cả khung khổ của pháp luật. Nhưng những con người trong hệ thống chính trị vốn không phải là các nhân viên y tế hoặc những chuyên gia về dịch tễ học. Hơn nữa, dịch COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện và cả thế giới còn chưa hiểu về nó thì việc dẫn đến sai lầm là đương nhiên. Trong đó có cả hiện tượng trên bảo dưới không nghe này. Không chấm dứt, hậu quả sẽ như thế nào? Đây cũng là điều mà dư luận xã hội đặt ra. Trước câu hỏi nếu hiện tượng thiếu thống nhất trong phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách này tiếp tục, thì hậu quả đối với quốc dân, đất nước, cộng đồng sẽ ra sao? Bà Sương Huỳnh từ Sài Gòn đã đáp lại. Theo tôi, nếu tình trạng trên bảo dưới không nghe tiếp tục, sẽ dẫn đến sự hỗn loạn tại Việt Nam mà cuối cùng vẫn là người dân phải chịu thiệt thòi. Chẳng hạn như chính phủ ban lệnh phục hồi kinh tế bằng cách nới lỏng cho các doanh nghiệp hay hoạt động buôn bán được mở cửa, đi làm, nhưng địa phương lại sợ dịch bùng phát do nên vẫn cấm. Vậy người dân và doanh nghiệp biết làm sao đây? Từ Nha Trang, ông Võ Văn Tạo, người từng làm việc trước đây ở Bộ Công Thương Việt Nam thì nói như sau. Nếu không chấn chỉnh được tình trạng trên bảo dưới không nghe thì đó là hậu quả tồi tệ hơn cho nền kinh tế của đất nước và đời sống xã hội của nhân dân, thậm chí an ninh trật tự sẽ khó lường. Đây là hình ảnh xe khách Hải Phòng vẫn nằm im, không có một người khách. Hầu hết các bến xe đều chưa thể hoạt động vì mỗi tỉnh là một quốc gia tự trị nên hạn chế người ra vào địa phương của mình. Xử lý địa phương nếu làm sai, không tuân thủ, điều này cũng được đưa ra. Trên truyền thông của nhà nước Việt Nam, hôm 18 tháng 10 năm 2021, tờ báo Tuổi Trẻ Online có đưa bài báo với tựa đề cần kỷ luật lãnh đạo địa phương làm trái quy định của Trung ương về chống dịch. Theo đó, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Việt Nam đã từng đặt câu hỏi. Tại sao người dân phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch của các cấp ở địa phương, nhưng cấp tỉnh lại không tuân thủ cấp Trung ương? Từ đó, ông cho rằng việc chuyển trạng thái chống dịch sang thích ứng, an toàn và đảm bảo tính thống nhất, tính tuân thủ cao và kịp thời phản hồi, thực hiện để không khủng hoảng an sinh, khủng hoảng sản xuất, kinh doanh. Trong việc triển khai thực hiện nghị quyết này, cần phải theo dõi, đánh giá chặt chẽ người đứng đầu các địa phương. Trong trường hợp nào thì phải đánh giá, báo cáo để xử lý, kỷ luật. Nếu không làm được thì để người khác làm. Ông Lưu Bình Nhưỡng đã được tờ báo của Việt Nam dẫn lời nói như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 10 năm 2021 với bản tin COVID-19, khác biệt của Trung ương và địa phương và thách thức với chính phủ Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.